Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Chính thức khởi tố Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Bình. Ngày 3 tháng 9, theo thông tin báo chí, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản Thái Bình cùng các đồng phạm. Những người này bị khởi tố vì hành vi đánh bạc. Cụ thể, Công an thành phố Thái Bình đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can đối với ông Vũ Bình Giang, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình để điều tra hành vi đánh bạc. Cũng bị khởi tố như ông Giang vì đánh bạc còn có 5 người khác. Những người này gồm Bùi Đức Trung 51 tuổi, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, Lại Thị Lan 40 tuổi, trú phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, Đào Quốc Hưng 53 tuổi, trú phường Quang Trung, Nguyễn Thị Hà 41 tuổi, trú phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, Phạm Văn Huy 44 tuổi, trú xã Đông Kình, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Như báo chí đã đưa tin trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Vũ Bình Giang. Vị phó giám đốc này đã có hành vi vi phạm vào ngày 22 tháng 8 năm 2020. Theo đó, vào khoảng 12 giờ 45 phút ngày 22 tháng 8, tại số nhà 36 ngõ 537, phường Quang Trung, ông Giang có hành vi cùng đồng phạm đánh bạc. Nhóm này đánh bạc thắng thua dưới hình thức đánh phỏm. Sự việc bị tổ công tác của Công an thành phố Thái Bình kiểm tra hành chính phát hiện. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình thông báo cho chi bộ đấu giá tỉnh Thái Bình biết hành vi của ông Giang đã phạm vào điều 321 Bộ luật hình sự. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình thông báo cho chi bộ đấu giá tỉnh Thái Bình biết để có hình thức xử lý đối với Vũ Bình Giang, thông báo kết quả xử lý bằng văn bản cho Công an thành phố Thái Bình. Trước đó, theo tìm hiểu, vào ngày 22 tháng 7 năm 2020, ông Trần Hữu Hiệp, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình đã có quyết định chấm dứt làm nhiệm vụ biệt phái đối với ông Giang. Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình quyết định chấm dứt làm nhiệm vụ biệt phái đối với ông Giang tại Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp. Trước khi về làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình, ông Giang có trách nhiệm bàn giao công việc và các tài liệu có liên quan cho Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước tỉnh Thái Bình. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Bình có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho ông Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.